Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của Chí. Thì hôm nay Chí sẽ tiếp tục reaction tiếp tập thứ 2 của Rap Việt 2024. Thì trước tiên khi mà quay vô reaction thì Chí xin cảm ơn những bạn đã comment ở trong cái tập trước của Chí vừa upload mấy ngày á. Rất là hoan nghênh những cái việc mà Chí quay trở lại. Thì đối với Chí cái đó là cái gọi là cái sự động viên mà rất là lớn đối với Chí. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều cũng đã theo dõi Chí và động viên trong cái và khích lệ cái việc mà Chí dành nhiều thời gian để mà mình làm cái này hơn. Thì xin cảm ơn các bạn. Thì hôm nay tiếp tục Chí sẽ reaction tiếp tập 2 vì cái này Chí chưa có coi. Cho nên là Chí cũng sẽ giữ giống như là cái tập trước á, là Chí sẽ đa số là nghe nhạc thôi. Rồi nhiều khi sẽ coi về cái những bạn thí sinh thuộc về team ai. Cho nên là Chí sẽ cố gắng rút ngắn cái tập này lại thành còn dưới 30 phút thử coi được không. Thì chung là mục tiêu của Chí hôm nay là như vậy. Ok, rồi. Để coi. Ok, bây giờ vô đi. Khỏi nó nhiều lòng vòng. Ok. Thì hôm nay là Chí sẽ để cái kênh chat ở bên tay phải. Cho nên là Chí sẽ reaction chung với lại kênh chat của mình nha. Cho nên là Chí sẽ vừa coi cái phần trình diễn của các bạn thí sinh, đồng thời cũng đọc kênh chat luôn. Coi nhiều bạn có những comment gì hay ho không. Mình cũng sẵn mình reaction chung mấy comment đó luôn nha. Ok rồi, let's go. Thì đầu tiên á, là cái này là bạn nữ mà mình không biết ai hết, để mình skip qua coi. Mình yêu không? Hồi chưa, để mình coi bạn này tên gì. Sao mình sẽ làm gì với cái bài nhạc này? Ok, bài này tên là Young Puppy. Em yêu Puppy. Ca sĩ Chợ Lương Bích Hữu. Wow. Tác giả Sĩ Luân. Nhà sản xuất. Sản xuất bản phối là Neko hả ta? Wow. Ok, rồi, vô nghe, let's go. Từ bạn tên gì? Nhiều bạn comment mắc cười, từ Linh Shopee, ảo thiệt. Từ không biết tên sao reaction này từ. Bị bỏ hành này, bị bỏ rơi, nhưng mà các bé online nó sắp đi về chương trình vui mình kêu. Dễ thương. Xin chào các quý vị ban giám khảo và các anh chị huấn luyện viên ạ. Hôm nay thì mình coi tên là tên gì thôi. Em tên là Young Puppy. Oh, Young Puppy. Ngáo. Ok, let's go, vô nghe nè. Thank you.
Đây có sự góp mặt của ca sĩ Lưu Bích Hữu, cho nên là mình có xíu gọi là thắc mắc. Nói chung là tóm gọn lại bài này, bài hát khá là thị trường, khá là bài hát như là một bài nhạc thương mại commercial, tại nghe rất là catchy. Thì cái điểm nhấn của bài này là đối với Chí thì chung là toàn toàn diện thì một bài ok, một bài hoàn chỉnh. Nhưng đối với Chí là không biết là cái hook này là ai viết, không biết là Lưu Bích Hữu viết cái hook này hay là bạn viết cái hook này. Tại cái hook nó khá là catchy, nghe nó khá là commercial. Cho nên là nếu mà bạn này mà thực sự mà làm được cái bài giống như vậy á, và viết cái hook rồi mấy cái beat này nọ gì, bạn có cái sự gọi là tham gia gọi là lớn trong cái việc gọi là sản xuất cái MV cái bài này á, thì bạn có cái tố chất rất là commercial. Tại vì commercial là thường đa số là về gọi là cái việc gọi là nhạc nó dễ nghe, dễ đến với lại đại chúng người nghe. Thì đối với Chí thì bài này khá là dễ nghe, tại Chí nghe từ đầu tới cuối luôn, không có bị ngắt khúc nào hết, cho nên là khá là smooth, nghe em khá là vui tai. Thì bạn này bạn có đặc biệt đặc 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 điểm là bạn rap trong cái tông giọng bạn hơi cao, cho nên là cái đó là cái điểm bật của bạn, rap mà trong cái tông cao. Thì rap trong cái tông cao thì sợ nhất á là ví dụ như mà mình đổi qua một cái flow khác á, thì cái sự gọi là chuyển cái tông từ tông cao qua cái tông khác á, sợ nhất là nó gãy khúc đó. Cho nên là mà nãy giờ mình nghe nó khá là smooth. Như lại bạn nãy giờ bạn chỉ có rap với tông cao thôi, cho nên là không có chuyển tông á, cho nên cũng chưa có biết bạn sẽ handle cái đó như thế nào. Cho nên là còn còn nhiều ẩn số để coi trong những tập tiếp theo sẽ có như thế nào. Nhưng mà đối với Chí thì bài khá là vui tai. Thì thấy bạn sử dụng dần đôi cũng nhiều. Nói chung là mấy cái bars thì nói chung là cứ hai câu, hai ba câu, hai ba cái bars là bạn đổi vần. Cho nên nó tạo cho cái sự gọi là cái sự nói chung là cái sự thay đổi liên tục trong cái vần điệu. Nhưng mà ví dụ như do cái sự thay đổi liên tục đó, nó không có tạo được cái sự là cái sự như là liên kết, như như là một cái vần mà bạn xài đi tới ba năm sáu cái bars đi, không cần phải là quy bài hát mà xài năm sáu cái bars mà chung một vần. Ví dụ như một khúc thôi bạn xài ví dụ như là vần đôi mà cái vần y chang thì trong vòng 3 năm trong 6 cái bar hay là 8 cái bar gì thì nó sẽ nghe ví dụ như nó sẽ như là ấn tượng hơn. Thì cái này chứ thấy là bạn chuyển vần cũng kiểu như là cũng liên tục á, nhưng mà cũng ok, nó không tùy cách mà mọi người biết. Nhưng mà thì nói chung là vậy, nói chung là biết bạn bạn có sử dụng vần đôi, nhưng mà đa số là chỉ thấy mấy cái flow của bạn á, mặc dù bạn hát trong cái tông cao, thì cái nhạc này là cái nhạc mấy cái fruity beat, mấy cái fruity loop này nè, cái beat, cái tông á, cái beat là beat beat tươi rồi, beat beat đó cao rồi. Mà còn khi bạn hát á, bạn rap á, thì bạn hát với rap trong cái tông nó cũng cao luôn. Cho nên là cái đó là cái điểm bật. Nhưng mà đồng thời mấy cái flow á, thì mình cảm giấy thấy ấy mình cảm thấy là cũng chưa có đặc biệt lắm. Mấy cái flow mình cảm thấy là mình đã nghe qua những cái flow này rất là nhiều lần rồi, và những cái flow này là những cái flow rất là quen trong những cái bài hit mà ở trên YouTube bây giờ. Cho nên là cái đó là một trong những cái do mình nói tại sao cái bài này rất là commercial, là gì sử dụng những cái flow nó đã rất là thịnh hành rồi, và đồng thời có cái gọi là cái hook nó cũng khá là catchy, cũng khá là vui, cũng khá là dễ nghe. Cho nên là một bài hát nó rất là mang tính thương mại rất là cao. Nói chung là Chí cũng phải chuyên gia đâu, đối với Chí nghe sao Chí cảm giác, Chí cảm thấy sao Chí nói vậy thôi, chứ thực ra Chí cũng chẳng phải là một người gì mà một người có thẩm quyền gì mà lĩnh vực cao gì mà comment gì, thực ra là chỉ là ý kiến cá nhân của Chí gì thôi. Cho nên là các bạn đừng có suy nghĩ là mấy anh này nó nói bậy bạ không biết mẹ hết. Thì đương nhiên Chí không có biết gì đâu, chỉ là reaction của Chí thôi. Chỉ là reaction của Chí thôi. Thì đối với Chí thì Chí muốn lúc nào cũng muốn nói thật ra những gì suy nghĩ trong đầu á, cho nên là thì nói chung là như vậy. Thì ngoài cái vần đôi bạn sử dụng nè, bạn hát cái tông cao nè, bạn sử dụng flow, bạn có biến chuyển flow liên tục nè, nhưng mà đa số những cái flow này là flow thịnh hành, flow trên thị trường có rồi, mình chưa thấy cái gì mà nó gọi là đặc biệt, chưa có thấy gì nó gọi là unique flow của các bạn. Thì bạn sẽ bị dướng vô, mình nghĩ trong đầu mình sẽ nghĩ là bạn sẽ dướng vô một chút xíu gọi là cái gọi là rắc rối
trong những vòng sau nếu bạn cứ tiếp tục sử dụng những cái flow như thế này, mặc dù bạn hát cao á, rap cao á, với là bạn hát được giọng thông cao, nãy giờ không biết bạn có hát không hay là có đủ hát không, nhưng mà trong lúc bạn rap á, bạn rap với thông cao, thì nếu mà trong tương lai á, bạn không có đổi flow hay là bạn không có tạo được cái gì nó mới mẻ á, nhiều khi mình tiếp tục mình nghe giống như vậy á, thì mình sẽ cảm thấy như là nó hơi hơi nhiều. Thì nói chung là vậy thôi, thì nói chung là chút xíu gọi là cái xíu lo lắng của Chí vậy thôi, nhưng mà một bài khá là tròn trịa, một bài khá là ok. Nhưng mà thực sự nếu mà nói thì nếu mà đối với Chí nghe Chí, tại vì khi mà Chí nghe nhạc á các bạn, tại Chí rất là thích nghe đi nghe lại một cái bài nào đó mà Chí cảm thấy hay á, Chí sẽ nghe đi nghe lại bài đó rất là nhiều lần, và nghe cho tới khi nào mà Chí cảm thấy là thôi chán rồi, nghe bài mới. Thì cái đó đối với Chí là một cái bài mà Chí rất là thích. Tại vì sao? Tại vì nó đem lại một cái gọi là cái gì mà nó mới, mà những cái bài trên thị trường nó chưa có làm được. Tại Chí thích nghe cái gì á. Thì đối với Chí thì nếu mà bài này Chí nghe, nếu mà hỏi Chí là có nghe đi nghe lại bài này hay không, thì Chí sẽ nói là không. Xin lỗi bạn, nhưng mà thực sự là bài rất là dễ thương, beat rất là vui, đúng không? Nhưng mà nó chưa có tạo ra Chí một cái cảm giác như là nó khác biệt gì với những cái bài mà trên cái mạng xã hội nó có rồi. Cho nên là Chí hơi kén nghe, đúng không? Các bạn đừng chửi nha, tại vì thực sự Chí nghĩ trong đầu Chí nói vậy thôi, Chí nói thật. Keep it real luôn, nói thật luôn. Cho nên là, nhưng mà một khi mà Chí đã thích cái gì rồi á, là Chí sẽ rất là thích, Chí kiểu như là Chí nghe một cách gọi là đắm đuối luôn. Giống như là Chí nghe nhạc của Randy Bình thì Chí nghe đắm đuối luôn, không bao giờ thấy chán. Bây giờ, nói thật luôn, bình thường mà Chí mà đi đạp xe đạp, Chí mà đi tập thể dục á, Chí chỉ có bật nhạc của hai người thôi, MCK với lại Randy Bình. Thì Chí bật hai cái album chính chính của MCK đi, với lại cái album mới ra của Randy Bình, Chí bật hoài luôn, Chí nghe không bao giờ thấy chán, hết album đúng không? Nó qua bắt đầu, nó tại Chí xài Spotify, thì bắt đầu nó qua những cái bài khác tương giống vậy. Chí muốn bật lại nghe từ đầu của cái album của Randy Bình. Nói chung là cái gì mà khi mà Chí thích rồi, Chí rất là thích nghe luôn. Còn cái gì mà Chí nghe mà thấy nó ok này nọ thôi, thì Chí khả năng mà Chí nghe lại rất là thấp. Nói chung là Chí không phải là chuyên gia âm nhạc gì hết, chỉ là cảm nhận của Chí vậy thôi. Chí cảm nhận sao Chí nói vậy, cái này là channel của Chí, này Chí reaction mà, Chí muốn nói sao Chí nói. Vì cho nên là cái này chỉ là một cái cảm nhận của Chí thôi, cho nên các bạn cũng đừng có ném đá gì Chí nhiều. Thì đương nhiên sẽ có những người bạn khác, người ta thấy nhạc này hay, nhạc này hay mà, thì các bạn với đối với các bạn hay thì các bạn nghe đi nghe lại, cái việc đó rất là hoan nghênh. Thì mỗi người đều có cái gu âm nhạc khác nhau thôi, thì tùy các bạn, nếu các bạn thích nghe nhạc mà ví dụ như trời quên, nó nhiều quá, nghe tiếp đi. Ok rồi, ok thì cũng cảm ơn các bạn Young Puppy, màn trình diễn khá là dễ thương. Mình hy vọng mình sẽ thấy được cái gọi là cái biến chuyển những cái flow, hy vọng sẽ thấy được bạn lướt trên những cái con flow khác trong những cái bài tiếp theo, và thử cho mình nghe cái giọng rap mà trầm trầm xuống, bây giờ thấy không, ví dụ vậy, như là nó chiến hơn, thì thử nếu mà bạn hát được giống như là mình rap được, giống như là flow cao flow thấp, rồi các bạn những đem lại cái năng lượng khác nhau á cho những cái bài đó, thì chắc chắn là bạn là một người rất là tài năng. Ok, tiếp chút xíu vậy thôi. Ok, nó cũng hơi nhiều. Ok rồi, tiếp bài tiếp theo, bạn này sẽ vô team ai, mình đang lướt coi bạn này vô team ai cũng được hết á, không sao, FRO đem năng lượng mới cho bạn cũng được. B-Ray. Vô B-Ray hả? Cũng được đi. B-Ray. Mình muốn bạn này vô team F-Hero nha. Tại mình muốn thấy cái màu khác của bạn. Nhưng mà thôi là không sao hết. Để left hand cho mọi người DSP vô. Ủa, này là ai đây? Một cái left hand. Bạn tên là left hand. Ok, tiếp tục mình tiếp tục cái reaction này với bài hát tên là Mộng Mơ của bạn thí sinh left hand tay trái, nhà sản xuất bạn phối Neko, không biết phải Neko Land không, ca sĩ hỗ trợ 52 HZ, không biết đọc làm sao, tác giả Only Citin. Wow. Mấy bạn này được ca sĩ hỗ trợ khủng không người ta. Ok, thôi vô nghe đi, let's go.
Hay. Hay 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 hay. Hay. Đúng rồi, đạp đi, đạp cho bạn này đi. Oh wow. Thì một bài khác khá là hay, mình cũng khá là thích cái bài này á. Nó thật ra luôn á là cái này là bạn này làm nhạc mà đúng là cái genre mà mình thích, rất là thích nghe. Nhạc mà tune nhưng mà về nhạc gọi là nhạc tình yêu, nhạc love rap melody. Có tune rồi ngân nga rồi đảo mấy cái flow rồi nói chung là cái genre này mình rất là thích nghe, tại vì nó dễ nghe và nó dễ rồi kiểu như là động lại trong trong cái gọi là cái trong cái đầu mình, nó thẳng ra là như vậy. Thì mình hiểu được chút xíu, mình đoán là cái lý do mà không có được dự ban giám khảo đạp là tại vì thứ nhất bạn sử dụng cái auto-tune nó hơi hơi quá. Đây bạn xài auto-tune là nguyên bài luôn, nguyên bài từ đầu của auto-tune luôn. Cái khúc mà bạn ngân, bạn còn auto-tune cái giọng ngân của bạn nữa mà. Cho nên nó gọi là một cái ẩn số. Thì đối với mình thì bài nhạc hay, bài nhạc ok, chill, cool, vui, đáng yêu, dễ thương, thú vị. Nhưng mà nếu mà thực sự đặt mình vô tâm trí của những ban giám khảo thì chỉ nghĩ là họ cũng suy nghĩ về cái gọi là cái risk, cái rủi ro khi mà như lấy bạn này về. Thì tại vì nãy giờ mình nghe là mình nghe những cái gọi là cái sản phẩm mà được rèn luyện ở trong cái gọi là phòng thu, là mình auto tune rồi mình này nọ, mình phối hợp với lại cái beat rồi này nọ, thì cái đó là cái sản phẩm phòng thu. Còn cái thực lực của bạn thì mình chưa có thấy hết. Ví dụ như bạn khúc đầu bạn auto-tune hay là khúc sau bạn auto-tune đi, cho mình thử nghe cái giọng thật bạn lúc đầu, cái giọng của bạn. Tại vì cái sự thật là như này nè, khi mà các bạn lên hát sân khấu á thì quan trọng á là cái giọng của bạn có ăn cái micro hay không, và quan trọng á là cái hơi của bạn á, bạn có ok hay không. Ví dụ như bây giờ đối với Trí á, Trí là con người nói chuyện á, thì người ta nói Trí á là cái giọng rất ăn micro. Thì khi mà nói ra trong cái micro á thì nó ăn, nó thu cái tiếng mình rất là tốt, và đồng thời đó khi mà nó phát ra
người ta nghe cũng rất là dễ nữa. Và thì nó to, tại giọng mình nó trầm, nó ấm, người ta nghe to, thì cái này người ta nói chứ nghe vậy thôi. Và cũng đúng ra cũng một số người là người ta, cái giọng của người ta không có ăn micro, cho nên là khi mà nói vào cái micro á, giọng người ta nó kiểu như là không có được nổi bật. Thì cái đó gọi là ăn micro hay không mà do gọi là trời cho các bạn. Cho nên là sự thật là như vậy. Thì khi mà bạn hát trên sân khấu mà bạn auto-tune dữ quá, mình không có biết thực sự là bạn có ăn micro hay không. Tại auto-tune mà, cái giọng mình vô bao nhiêu rồi nó chỉnh sửa, nó biến thành một cái giọng mới đó. Giống như bạn hát karaoke đi, giờ bạn hát karaoke mà giọng bạn yếu đi, thì vô chổng mấy ảnh chỉnh cho cái gì đó, thì bắt đầu giọng bạn sẽ được to lên, rồi giọng bạn sẽ được nó nhiều cái echo và nhiều cái lum la hết. Nói chung là như vậy, nói chung là mình cũng chưa có biết được cái giọng thật sự của bạn là như thế nào, có ấm, có vang hay không, rồi có khỏe hay không, có ăn micro hay không. Thì đối với lại Trí thì Trí nghĩ cái đó là một cái rủi ro. Ví dụ như bạn hát tune rất là hay, như cái bài này, nếu một cái bài bạn đăng ở trên YouTube hay là đăng ở đâu đi, thì một bài mình thấy sẽ rất là tròn trịa. Nhưng mà đem vô cái gọi là cái bối cảnh để đi thi á, thì cái này đặt bạn vô cái gọi là cái bất lợi chút xíu, tại vì thực sự mình chưa nghe được cái giọng thật của bạn. Mà đồng thời mấy cái vần bạn sử dụng, vần đôi cũng khá là catchy, cũng khá là vui. Và quan trọng mình thích cái bạn này á, mình thích cái flow. Bạn đổi flow liên tục và rất là thú vị. Cái flow bạn đổi rất là thú vị. Tại vì bạn sử dụng tune á, bạn hiểu là tune là làm như thế nào, như cái gì, làm được những cái gì á. Bạn sử dụng tune một cách như là triệt để luôn. Bạn ngân nè, bạn lên tông nè, bạn xuống nè, bạn hát, bạn đổi flow liên tục luôn. Rất là hay, rất là chỉ như là làm Trí phải tập trung nhìn vô khi cái phần trình diễn của bạn. Và lát hồi có một khúc kia bạn sử dụng vần đôi, bạn sử dụng liên tục cái vần đó, cái cặp vần đó trong 4-8 câu gì đó, 4-8 cái bars á. Thì đó giống như hồi nãy Trí nói về cái bạn mà Young Puppy hồi nãy á, thì qua đây á, thì bạn này làm được cái đó, là bạn sử dụng một cái vần đó nhưng mà bạn hát cho 8 cái bars, mấy bars sẽ chuyên biết mà liên tục. Thì nó tạo cho một cái gọi là điểm nhấn của cái bài. Mình nghe như là lúc đầu mình nghe bạn auto-tune vô cái flow hay, bắt đầu xong rồi qua cái flow sau bạn biến lên, là flow lên giọng xuống giọng. Rồi qua cái tiếp theo, 8 bar tiếp theo là bạn bắt đầu chơi vần đôi, mà bạn chơi kiểu như là liên tục mà làm nó rất là cao trào, rất là hay, rất là thú vị. Thì nói chung là bạn này rất là hay, cái đấy rất là thích bạn này, nhưng mà biện cái là có cái ẩn số thôi các bạn. Thì mình cũng hy vọng là hồi nãy mình cũng hy vọng là có ai đó đạp cho bạn này đi, để bạn này được tiếp theo như là vô vòng sau, để coi coi bạn có thực sự gọi là có một cái khả năng gọi là rap, như là rap dùng cái chất giọng thật hay không, ví dụ như vậy. Thì mình cũng rất là mừng khi biết ra đi chọn bạn này, cho nên là thứ cũng ok. Thì hy vọng trong những tập tiếp theo mình sẽ thấy bạn bớt tune lại, sử dụng cái giọng thật để rap những cái bài rap deep cũng được, cũng sao hết, miễn sao mình muốn nghe cái giọng thật của bạn, coi cái giọng của bạn như thế nào. Mình chỉ tò mò cái đó thôi. Còn cái mà cái đổi flow, biến đổi flow này quá dễ, quá đỉnh. Nếu mà không đạt thì tiếc cho bạn. Ok, chút xíu vậy thôi. Rồi, xong bạn Nhân Puppy. Rồi tiếp tục là mình sẽ nghe tiếp bạn mới. Nhân Puppy này vô Big Team Big Lady rồi, mình cũng không có nói chuyện nhiều hết, qua bạn mới luôn rồi. Dạ. Ô, mất cái phần cái khung rồi hả? Đang dỗi. Mình cũng biết coi bạn cái tên gì. Realistic nghe tên quen quá ta, xưa cái thi rap gì chứ, Realistic. Anh trai say hi, nhiều hát gì, anh trai say, anh trai hay sai hả, anh trai hay sai. Tác giả Công Hải, nhà sản xuất phối Kado, không biết ai hết. Ok, rồi vô lụm. Vợ ơi dạo này anh hay bị cảm ơn vợ, cảm ơn em vì lo từ trên cái tóc trời cả hơi thở.
lo cho anh quần áo thơm tho này, để ra văn vở bơm cho anh một chút hơi ấm này, thổi tao mà chăn trở. Em nói là nghe anh tin, anh yêu anh thơ, anh mong anh quan tâm, anh thăm anh, lo cho anh bên anh khi băng ca xong rồi làm thế. Anh chưa biết là em giận vì đâu nhưng sai làm thế nhở. Nhưng mà anh sẽ biết là mình tệ ở đâu dù cho không gian kể mỏ. Gọi anh là trả vì em bảo là anh chả yêu em. Anh biết là tối qua anh ngành ngào với cả hơi men. Biết là phải lắng nghe chứ không phải là trả cho thêm. Để anh được hiểu em hơn, để anh được xin nhận hết cái sai đi, cái là niềm tin. Để thấy em vui chứ không phải là tin. Em cứ kim vào tim và em cứ việc thể hiện cho anh là sai. Vì gây tội cho ai đời sai. Vì hay đùa dai ham chơi và đâm nhạc đến thay lời. Nhưng lại tôi anh thấp, chỉ trao cho em, còn áo anh kia anh chấp. Nhất quỷ nhì ma đi ba thì mong em ngừng giận. Một trăng ẩm nếp em nên kể em nghe tường tận. Vì sao? Giờ này anh tốt hơn, ok. Để mình gắn kết hơn, hợp ý hơn sau từng bữa cơm, ok. Giờ này vẫn đắp cho tổ ấm anh nên về sớm hơn, ok. Anh nên giờ bắt thay, ok. Cưng chiều bé hơn, ok. K, lên sân khấu anh cần view. Sau anh ca chỉ cần view. Sau anh ca chỉ cần view. Yêu, lên sân khấu anh cần view. Sau anh ca chỉ cần view. Sau anh ca chỉ cần view. Giờ đây sẽ ai điều anh nhé sai. Mà đây là anh không còn là anh trai. Không còn ai trai, tôi chẳng cần phải tranh ai. Thật. Còn nghe đây có kêu nên có bao nhiêu phiền lo. Chỉ mong anh kể ra để anh đi xử ngay đi vợ ơi. Anh đã sai. 1, 2, 3. Sai. Vì gây tội cho ai rồi. Sai. Vì ai đùa dai ham chơi. Nhận tình yêu rung rinh và môi cười thi nhau khúc khích biến dành anh để ngực cha lung linh. Dù không thường xuyên bật tivi nhưng anh luôn xem gia đình số 1. Là em là gia đình số 1, là sức mạnh tinh thần có được. Anh biết có những ngày em đã cố gắng trong đây, anh lại lỡ trước không này. Vô trục lỡ lắng trong đây, yeah, anh đã thấy rồi, đã ngây rồi. Đã chẳng ghét những chân say rồi, yeah, anh phải thay đổi. Oh baby, anh đã sai rồi. Không biết bạn phía realistic này có nhiều fan không, mà lỡ mình nói vài câu mà fan bạn vô đánh mình, chửi mình chết. Ok, nói thẳng ra luôn. Thì đối với Trí, một bài khá là dài. Mà Trí sử dụng chữ dài có nghĩa là nó dài mà nó kiểu như, nói chung là bạn cũng có sử dụng nhiều cái gọi là biến đổi flow. Mỗi cái verse của bạn, bạn đều làm một cái gì đó mới. Cho nên là cái đó là bạn, cái sự cố gắng của bạn, mình thấy được cái sự cố gắng của bạn là bạn có thể, bạn muốn mỗi cái verse là một cái gọi là dấu nhấn riêng của bạn. Thì cái đó bạn làm, mình thấy cái sự cố gắng của bạn. Nhưng mà bị một cái giọng của bạn á, mọi người. Cái giọng của, mặc dù bạn làm cái bài hát khá là hoàn chỉnh đi, nhưng mà cái giọng của bạn á, mình nghe nó cứ ngang như thế nào á, nó không có gọi là cái điểm nhấn thực sự. Mặc dù mình biết là bạn có cố gắng, bạn bỏ vô nhiều cái gọi là biến đổi về cái flow, bạn đi fast flow nè, xong rồi bạn đi chậm, xong rồi bạn đi nói chung là bạn đi đủ thứ hết. Mình không có để ý mấy cái bars của bạn hát, và chỉ để ý vô cái gọi là cái trải nghiệm, cái cảm nhận của mình khi mà mình nghe cái giọng của bạn thôi. Thì đối với Trí á, cái bài khá là ngang. Bài này thiếu cái hook. Cái hook này cũng khá là ngang luôn. Hook này nó đây. Này bài này comment nè, thiếu bước phá quá. Nói chung là đối với Trí thì cái bài này á, là bài này nó kiểu như nó hơi ngang. Cho nên là nếu mà Trí có nghe đi nghe lại bài này không, chắc Trí nói chắc Trí không nghe. Tại lúc đầu
không nghe lại, tại vì thực sự không có thích. Mặc dù bạn làm về thể loại tình yêu vui vẻ đi, nhưng mà nó thực sự gọi là thiếu điểm nhấn quá. Nó thiếu điểm nhấn quá, nó không có gọi là cái gì mà mình nghe mình biết đây là realistic. Tại nghe nó khá là ngang, phải không? Và cái giọng của bạn, mình thực sự mình không có cảm giác như cái giọng của bạn nó gọi là, bạn không có gọi là cái thế mạnh về cái giọng. Nhiều bạn là cất cầm micro lên nói vài chữ thôi là mình thích cái giọng của bạn đó rồi. Còn nhiều bạn như như là mình có khả năng, có gọi là có như là ước mơ rồi, xong rồi có khả năng mà làm nhạc rap, mà thích nhạc rap, nhưng mà nhiều khi cái giọng mình nó không có được, không có trời phú á. Cho nên là mình phải gọi là hiểu cái thế mạnh và hiểu cái chỗ giống như là cái điểm mình cần phải, cái điểm như là điểm điểm không mạnh của mình á, thì từ cái điểm không mạnh của mình tìm một cái trường phái nào á mà nó phát triển một cách gọi là nó tối ưu hóa được cái gọi là cái khuyết điểm và cái nhược điểm của mình. Thì bạn chọn cái bài hát rất là tươi, beat rất là tươi, và bạn bỏ cái hồi nãy đó là gì, bốn mục tiêu của Jersey Club vô. Thì bỏ mấy cái đó vô rồi á, thì mình mong chờ hơn là cái giọng nó deliver được những cái gọi là cái cảm xúc đó, nhưng mà thực sự cái giọng của bạn không có deliver được. Cho nên là nó kiểu như sau khi mà bạn cố gắng bạn làm những cái phần dài 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 đó, thì đối với Trí cái cảm thấy nó hơi dài. Tại vì Trí cảm thấy như là cái giọng của bạn, cái delivery của bạn nó không được tốt. Cho nên nó làm thành một cái điểm như là điểm nhấn mà mình kiểu như là mình tập trung trong cái đầu mình luôn, mình không có nghe được, mình không có nhìn ra được những cái điểm mà điểm tích cực. Cho nên nói gì cũng hơi tội nghiệp bạn, nhưng thực sự bạn rất là cố gắng. Mình thấy được cái sự nỗ lực và cái sự gọi là rất là nhiều chất xám trong cái bài này. Chỉ là mình nghĩ là nhiều khi là do cái chất xám này được đầu tư vào một cái hướng đi nó chưa có tối ưu hóa được cái khuyết điểm và cái nhược điểm của bạn. Cho nên là một chút xíu gọi là cái hơi xui. Nhưng mà không phải là bạn không có tài, bạn rất là có tài. Nhưng mà nhiều khi do cái dòng nhạc bạn sử dụng, những cái dòng beat người này nọ nó đem lại cái sự bất lợi đến cho cuộc thi của bạn, cho cái bài thi của bạn thôi. Cho nên là chút xíu vậy thôi. Nói chung là nghe hy vọng sau này bạn vào team của bất kỳ ai chăng nữa, thì những ban giám khảo có thể như là cho bạn một cái chủ đề nào đó mà nó phù hợp với bạn, tìm ra được cái gọi là cái một cái thể loại nào đó nó rất thích hợp với lại cái giọng của bạn, và thích hợp với lại cái khả năng của bạn, để bạn có thể dùng cái chất xám rất là tốt của bạn á để mình làm cái bài nó rất là hay, rất là unique. Em mình hy vọng vậy thôi. Ok. Ở chung một xíu vậy thôi. Nãy giờ mình nói chút xíu cũng đã 3 nửa tiếng rồi. Ok. Wow. Ok, giờ mình tiếp tục mình nghe tiếp. Về đội của Suboi. Ok, thì về đội của Suboi thì cũng khá là good. Về đội Suboi thì Suboi có thể kiểu như là tìm được cái gọi là cái thiếu sót của bạn á. Cái dòng nhạc nào mà bạn, tại vì Suboi tới giờ Suboi không có kiểu như là ép bạn nào làm một cái dòng nhạc mà bạn nào không thích á. Cho nên là Suboi sẽ hiểu được cái thế mạnh và thế yếu của bạn, và sau đó là Suboi sẽ kiểu như là hỗ trợ bạn một cách hết mình luôn. Thì đối với Trí thì một sự lựa chọn khá là ok cho Suboi. Thì hy vọng Suboi sẽ chị Suboi sẽ biến bên này thành một con quái vật chiến trong những tập tiếp theo. Ok, rồi chuẩn bị vậy thôi. Cố lên nha bạn Realistic. Thank you bạn. Ok, tiếp tục mình nghe người tiếp theo nha. Người Em với rap bị Mình cuối chúng ta chỉ Mình là mạng bồ, người luôn đứng trước em thứ hai. Mình tên thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, đến từ cũng cũng thấy à. Ok, mạng bồ. Đi cũng tham gia còn chết. Ok, thì Manbu thì mình cũng đâu biết qua cái tên Manbu này qua Gót Nang Hiếu Thứ Hai. Nhưng thực sự mà nói thì nếu mà mình nghe một cái bài của Gót Nang mà mình track được coi cái giọng ai, giọng Manbu Hiếu Thứ Hai rồi Henry Kang, thì mình chưa có làm được. Không, hy vọng qua tập này thì mình sẽ coi coi được Manbu có cái khả năng rap như thế nào, như rồi rap ra sao. Coi như cái này lần này là mình reaction là như là mình không biết gì về Manbu luôn á, nên là một điều tốt. Không, mình sẽ reaction kiểu như không có bị gọi là bị bias, bị thiên vị. Ok, rồi vô. Let's go. Hành trình công dân Orange. Em sẽ nhớ đâu hơn bây giờ, đời đâu giống đâu vẫn ta em.
hơn. Mật ngọt drop vào tay chính là thứ em không cần. Hãy chỉ chọn khoảnh khắc em hằng mơ, lựa chọn đúng giây phút được tỏa sáng. Em mới chính là hào quang, nỗ lực khi phấn đấu để thỏa đáng. Khi bài nhạc được hòa vang, vui vẻ lên là bật khóc, anh đang phân vân. Lựa chọn mà thật sự đúng, anh hay bơn khuân. Tìm được nhanh là thở cấp, cảm giác lần lần. Hãy đưa thang và chứng minh em trên không chung. Như lần cuối em bị trap, mọi niềm vãi thật khác. Cuộc đời đã làm được, không phải mong lung. Trong vòng không được kia gì xảy, thân mình ta đã vào là ác. Thất bại nó có phải là bạn, em đã không thân. Nổi da gà quá dữ. Quá tài năng. Wow. Yubi Ray là khỏi nói. Hay quá, man. Wow, lần đầu tiên mà từ bữa giờ hai tập rap Việt rồi, lần đầu tiên mà chỉ cảm giác như là mà phải thực sự gọi là wow chứ, gọi là một cái gọi là màn trình diễn như thế này. Bữa giờ chứ chưa có tìm được cái cảm giác này như hồi xưa chứ nghe nhạc bên rap Việt tập trước á, thì mà cái người đầu tiên mà chỉ wow là cái tập nào chứ quên mất tiêu rồi. Nói chung là cái tập mà chỉ nghe của Rider á. Chứ wow là tại vì Rider hát rất là hay. Mà lúc đó cái tập đó Chí chưa có làm reaction cho nên là khá là tiếc. Nhưng mà tập này thì bạn Mambo lại mang rồi sẽ cho Chí một cái cảm giác giống như là đúng là bạn này thực sự gọi là một cái người gọi là có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này á, và có rất là nhiều cái sự hỗ trợ một cách gọi là rất là chuyên nghiệp. Tại vì cái giọng delivery của bạn á, rất là hay, rất là khách, rất là cuốn. Mặc dù cái giọng của bạn đi, cái giọng nói của bạn á, mình chưa có nghe được cái khúc mà như là hát giọng cao hay là gì đó thì mình không biết. Nhưng mà cái delivery của bạn á, rất là hay. Và bạn hiểu rõ được cái thế mạnh của bạn á, và bạn làm một cái bài nó rất là phù hợp với lại cái thế mạnh của bạn. Và nó kiểu như nó che đi những cái khuyết điểm của bạn luôn. Nói chung là một sự lựa chọn để tập trung cái sức xám rất là hợp lý. Như các bạn hồi nãy nghe cái bài của Realistic đi. Thì cái giọng của bạn thì bạn nghe nó không có được hay, tại do cái sự lựa chọn thì cái nhạc của bạn nó không có gọi là được gọi là tối ưu hóa. Nhưng mà Mambu thì cái delivery rất là cuốn luôn. Bạn hát mặc dù cái flow của bạn nó không có biến đổi gì nhiều, cái flow của bạn cũng giống như là bình thường như đi, nhưng mà rất là cuốn. Cái delivery của bạn hát rất là tự tin, bạn hát không nuốt chữ, bạn đi fast flow, bạn đi lyrical không có hề nuốt chữ luôn, mà bạn hát một cách rất là tự tin. Cái này chỉ gọi là như là những người nào mà có gọi là cái khả năng mà sân khấu á, khi mà đứng trên sân khấu mà hát được như vậy á, thì cái gọi là cái hơn thua của những người nghệ sĩ đối với nhau á, đối với Trí á, là đứng trên sân khấu hát được cái giọng như thế này, hát được với cái tâm trạng như thế này, và hát rõ từng chữ và đi nói chung là một cái gọi là cái mental rất là tough, rất cứng.
Cái này chỉ có những người mà làm lâu trong nghề hoặc là những cái người có cái sự gọi là sự rèn luyện của những người mà đi trước một cách rất là triệt để luôn á. Nói chung là rất là hay. Wow, không có gì để chơi hết. Một bài lyrical mà nó đem lại nhiều cái cảm xúc rất là hay luôn. Và bạn để ý thì bạn đi vần đôi, bạn đi liên tục bốn cái bars mà bạn đi cái vần đó đi 8 9 lần, 8 lần. Là mình nghe là cái điểm nhấn liền luôn, là mình nghe là mình chỉ có biết gọi là chỉ có la lên là gì nó quá đã thôi. Chứ ngoài ra không còn cái gì để nói hết. Cho nên cái việc bạn này bạn về team của ai cũng được. Nhưng mà đừng về team của đừng về team của ai. Nếu hồi xưa có Andre đừng đừng về team của Andre, về team Andre chết. Bạn này về team B-Ray là đẹp. Bạn này lyrical hồi nãy là xong rồi về B-Ray cho biết thế mạnh của lyrical á, đẩy cho bạn mấy cái bài sau nữa là nhiều khi bạn bạn viral luôn. Nói chung là vậy, nói chung là bạn cũng hát rất là hay. Delivery của bạn quá cháy. Mấy cái bars lyrical, mấy cái mà bạn đi vần rồi thôi khỏi chơi. Nói chung là bây giờ mà hỏi Chí bây giờ mà Chí có đi nghe lại bài này hay không? Yes, sẽ nghe. Tại vì bạn hát rất là hay, một bài rất là ấn tượng. Đây cái bài này là ít khi nào mà Chí được nghe ở trong cái thị trường rap gì, tại vì thường nhạc mà nhạc Chí nghe ở trên YouTube mà nhạc nhạc rap gì các thì đa số là rap về tình yêu vui vẻ chill vui vui, nhưng mà đặc biệt là đó phải có điểm nhấn. Mà còn cái bài này á, bài này khá là kiểu như mà làm Chí phải tập trung vô Chí nghe luôn, rất là nhiều cái điểm nhấn của bài này và có nhiều khúc mà Chí phải bỏ lỡ, như là tại nhiều 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 chi tiết quá. Bài này nó nhiều cái chiều sâu, nó sâu quá, cho nên là Chí bị miss những cái đó. Bây giờ chắc chắn sẽ phải nghe lại vài lần để Chí hiểu được hết nguyên cái bài. Cái chiều sâu càng sâu thì mình nghe nó mình càng appreciate, mình càng thấn thú, mình càng tò mò hơn thôi. Thì mình rate cái bài nó cao, tại vì cái chất xám bạn đầu tư vô đúng chỗ đúng nơi và nó kiểu như đem làm cái kết quả rất là tuyệt vời luôn, quá là hay. Mình nghĩ chắc vô B-Ray á, bữa mình coi trên Facebook mình thấy là hình như là vô team B-Ray mà mình chưa nghe nhạc, chưa nghe nhạc. Ok, giờ để coi coi vô xin mày. Hold on. Chắc B-Ray. Gì đây, thấy gì đây? Garrick. Garrick cũng được. Như thế là nhạc này Garrick, anh Garrick cũng làm nhiều. Giờ bữa mình coi lộn rồi. Kim Garrick. Ok, cũng được. It's ok. Rồi, tiếp tục. Còn bao nhiêu thí sinh nữa? Em thích nghe mơ làm giàu từ năm em học cấp 3. Để cấp 3. Hay. Thưa anh ạ. Bây giờ trên là Android 8.386 đô. Android tên đọc sao? Android 8386 hả? 8386, không lẽ bạn này sinh năm 86? Sống bằng tình cảm hả? SBTC hả? Sống bằng tình cảm. Ok, thôi vô nghe luôn, let's go.
9. Anh mãi sống bằng tình cảm. Nói thật là anh không dám tin, ngắm em quá lâu nên anh bị dính dáng. Mẹ anh ước ao có một đám cháu, nhưng chuyện vui buồn anh không dám giấu. Đầu tháng dù hai gia đình ăn nhau, bởi vì anh chúc em 8 và tháng 6. Ăn đêm về anh lại có người tán nâu, lên TV bắn ra một gian flow. Đưa em lên phường để mà đóng dấu, sau đêm nay em trở thành nàng dâu. Yêu thật đấy vì anh đây thật yếu, anh feel được nó vì anh lo được phiếu. Boy đẹp trai là bóng mẩy, bóng mẩy ám dài đẹp hay là quán này quán này. Yêu thật đấy vì anh đây thật yếu, anh feel được nó vì anh lo được phiếu. Ơi thì nói chung là bạn, tại vì cũng hơi ác đối với bạn, tại vì để bạn hát xong Manbu á, cho nên là cái gọi là Manbu nó bạn đó bạn kiểu như là bạn tạo ra một cái điểm nhấn quá là mạnh mẽ đi rồi. Bây giờ mình nghe những cái bài tiếp theo đó, thực sự mà nói là một cái điểm gọi là hơi ác đối với chương trình này, để bạn đi sau Manbu. Thì công tâm mà nói thì bạn này mày có cái chất giọng khá là cuốn. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy như là mình không biết tại sao. Chắc nhiều khi là do mình nghe nhạc của Manbu xong rồi mình cảm thấy cái gì cũng không có bằng Manbu hết. Cho nên bây giờ cũng khó nhận xét hơn các bạn. Mặc dù cái bài trình diễn này mà trình diễn kiểu như cũng khá là ngang. Về cái mặt gọi là... về bán phở đi ha ha. Cúc. Nói chung là cái điểm bật của mình đối với bài này á, là cái năng lượng bạn đem lại. Mặc dù năng lượng nó rất là vui, rất là mạnh mẽ, rất là tươi. Không phải mạnh mẽ, nó rất là tươi, vui, nhộn nhịp. Nhưng mà cái năng lượng nó chưa có tới được cái người của mình. Không biết tại sao, nhiều khi do cái delivery của bạn nó chưa có chạm được cái lòng của mình. Cho nên là cũng khó, các bạn cũng khó quá. Mặc dù bạn cũng xài vần, bạn cũng chơi chữ cũng khá là ok, cũng khá là thú vị. Nhưng đối với chứ cái gì đó nó cũng chưa có đủ. Nhưng mà cái gọi là chưa có gì đó nó trong cái gọi là cái nói chung là phần lớn á, mình nghe bài này mình cảm thấy nó không có được vừa ý mình, tại vì nó để xếp sau Manbu. Nói thật luôn, nếu mà bài này mà để lúc đầu đi, nhiều khi mình có cái cảm xúc mình nghe nó còn ok hơn. Nhưng mà để xong Manbu rồi thì nó bị lép vế hoàn toàn luôn các bạn. Gọi là cái mặt việc psychology á, nó hoàn toàn lép vế luôn. Giống như bây giờ nói với các bạn nghe, bạn nghe một cái bài rất là hay đi của ví dụ như của một người ca sĩ rất là nổi tiếng đi, xong bạn nghe một cái bài tiếp theo của một ca sĩ nghiệp dư, thì nhiều khi cái cảm xúc của bạn nghe thì nếu bạn nghe cái bài của ca sĩ nổi tiếng rồi bạn sẽ rất là thích, nhưng mà sau khi mà bạn nghe ca sĩ nghiệp dư thì bạn nhiều khi bạn sẽ không có kiểu như là appreciate hết được cái công sức của bạn. Thì cái đó là cái cảm xúc mà mình feel bây giờ vậy nè. Nhưng mà nếu ví dụ như mà mình ngồi lại sau một tiếng đồng hồ đi, mình nghe lại bài này đi, mà nghe một lần một cách gọi là chưa bao giờ mình nghe, thì nhiều khi mình sẽ cảm nhận được là cái năng lượng của bạn. Tại vì lúc đó mình fresh, mình sẽ cảm nhận được cái năng lượng của bạn. Còn bây giờ nhiều cái gọi là cảm xúc trong người mình quá rồi, cho nên là mình khó lắm các bạn. Mình bây giờ đang bị gọi như là hơi bị thiên vị cho Manbu quá, cho nên là bây giờ những cái bài nào mình nghe tiếp theo mình cũng sẽ so sánh với Manbu vậy thôi, cho nên là cũng khó các bạn. Nói chung là bài này cũng cảm ơn anh Karik và anh Big Daddy cũng đã đạp cho bạn này đi vô vòng sau. Thì bạn này mình có cái điểm nhấn mình thích bạn này á, là cái năng lượng, cái cách làm nhạc rất là vui vẻ, nhưng mà còn và cái mà chơi chữ này nó cũng khá là ok, khá là vui. Thì cái đó là điểm nhấn của bạn, và đồng thời cái hook của bạn làm nghe, mặc dù nghe vui tai mà nghe nó nhàm. Mặc dù cái khúc nó nghe nó thật sự là gọi là vui tai đi, nhưng mà thật sự nếu mà khúc đó bạn cho ai vô đó hát thì nhiều khi nó hay sao đó. Nhưng mà đối với mình cái khúc nó chưa có đạt. Nói chung là mấy cái verse của bạn thì có cái sự thú vị, nhưng mà cái khúc thì mình thấy nó hơi ngang ngang, cho nên là mình không có thực sự ấn tượng
qua cái hook của bạn. Ok, chung là như vậy. Ok, gọi chút xíu vậy thôi. Bây giờ thì mình tiếp tục, mình tiếp theo bạn, bạn tiếp theo cuối cùng coi. Chắc cái là bạn cuối nè. Ủa này ai đây? Dr. Strange. Ồ này như Gil. Ồ đúng rồi. Từ để mình ra mình đi rửa mặt một cái cho tỉnh táo trước khi mình nghe nhạc đấy coi. Để mình xíu. Ok, bây giờ tiếp tục nghe tiếp bài của Gil. Rồi kết thúc video. Sao tự nhiên em gặp ta cái em nhói tim vậy? Học trò ba anh em. Em cho mọi người biết em là ai đi. Xin chào tất cả mọi người, mình là bạn có dư sức trở thành một ngôi sao và mình cũng muốn làm gì đó cho bạn. Cùng một mặt nhau. Công ty mình khá là thích anh B-Ray. Mình đã mình sẽ kỳ dạo. Em có nói với ban tổ chức là em bị cao rít mà đến đây là cái điều đó có mang ý nghĩa như thế nào? Ok, bài tiếp theo, bài cuối cùng. Chắc là cuối rồi quá, phải không ta? Ok, chắc cuối rồi. Gil, bài hát Tuyết trên phố. Tuyết trên phố, nhiều ẩn dụ quá. Tác giả Tim Young Young Uno. Ok, let's go.
Oh, Phái Việt Chi với lại Justati với lại FRO là ban giám khảo. Oh, shit. Nghe nó giờ có tưởng huấn luyện viên không? Oh, wow. Oh, mình bây giờ mới biết cái đó. Oh, nãy giờ bữa giờ cứ tưởng là FRO là ban huấn luyện viên không mình. Hèn gì, thấy không thấy FRO nãy giờ, không thấy lựa thí sinh gì hết trơn, không thấy toàn đứng. Ok, mình mới hiểu, ok. À, me, tới 2 tập giờ mới biết. À, reaction lỗ quá. Nói chung là gì? Nói chung là Gil thì khá là vui, khá là thú vị, khá là đem một cái năng lượng nó khá gọi là khá là chơi á. Thì sau cái màn trình diễn của bạn thì mình cảm thấy nó rất là kiểu như rất là fresh. Thì thực sự là khi mà bạn hát á, cái delivery của bạn tốt quá. Thì khi mà cái delivery của bạn tốt á, nó dễ như là mình dễ mở lòng với cái âm nhạc của bạn. Và khi mà mình đã mở lòng với âm nhạc của bạn rồi thì bạn đẩy cái cảm xúc của mình nó lên như là lên cao luôn. Thì nói chung là cái năng lượng của cái bài hát này không bao giờ nó thấp. Lúc nào cũng là lên. Cho nên mình rất thích cái bài này. Cái bài này nó không có bị ngang, mà bài này chỉ hướng nó đi lên. Trong cái việc lúc đầu phần bạn sử dụng những cái gọi là cái beat nó có nhiều cái tiếng snare, tiếng panh, như là cái tiếng mà audition mà bấm cái nút mà space á. Mà là mà búng nốt xong nó nút space á, thì cái đó gọi là cái phần snare, cái tiếng snare của cái bài á. Nó làm mình bất ngờ cái chỗ đó. Xong rồi khi bị bất ngờ mình tập trung vô bài á thì bạn đưa mình lên một cái gọi là cái cung cảm xúc rất là ok. Nói chung là một cái bài rất là hay. Cái điểm nhấn của bạn là bạn rất là tự tin. Bạn rất là tự tin và bạn hát rất là sung. Và bạn hát kiểu như là rất là chơi luôn á. Kiểu như là cái này là cái chỗ mình vô mà mình trình diễn chứ không phải là bản đi thi nữa. Nói chung là mình rất là nể cái năng lượng và cái mental như vậy. Thì cũng hy vọng là sẽ được như là một vị huấn luyện viên good lấy về và như là rèn luyện mài dũa gì cho bạn á. Nói chung là rất là thích bạn. Bạn đem một cái gọi là năng lượng mình rất là mê. Nói chung là và cái giọng delivery rất là hay, rất là ok luôn. Và bạn có rất là nhiều cái điểm thú vị trong cái bài nhạc của bạn. Có cái nhiều cái punchline á, rất là dễ thương, rất là ngẫu nhiên. Cho nên mình nghe mình không có hề lúc mình không có hề cảm thấy chán luôn, hay là cảm thấy như là kiểu bị sượng. Các bạn nghe nhạc nó rất là ok. Nói chung là một bài rất là tốt, rất là hay. Cho nên là mình rất là thích cái bài này. Nếu mà được như xếp hạng đi, những cái bài mình ấn tượng nhất á, thì hai bài của Manbu và bài của bạn này. Còn bài mấy bài kia thì mình cũng chưa thấy được cái nhiều cái điểm nổi bật. Còn cái bài này với lại bài của Manbu là hai bài mình rất là thích trong cái tập 2 này. Thì yeah, chắc nói chút xíu gì thôi chắc cũng đủ. Mình lại tính nói 1 tiếng thôi, đi nói nửa tiếng thôi, giờ lên 1 tiếng rồi. Thôi chắc mình xin phép kết thúc cái video tại đây. Thì một tập rất là thú vị, rất là vui. Rất là thích Manbu và Gil. Các bạn coi cái tên của cái video của Rap Việt tập 2 đó, Gil và Manbu. Đúng luôn, nhấn mạnh hai cái tên mà sẽ rất là nổi bật trong cái bài này luôn. Nói chung mình rất là thích. Hy vọng cái tập sau mình sẽ được thấy những cái gọi là cái thế mạnh khác của Manbu và Gil nữa. Và hai bạn này chắc chắn phải vô vòng chung kết. Còn những cái bạn còn lại thì mình hy vọng mình sẽ thấy những cái mặt khác của các bạn. Và các bạn đầu tiên đó, cái bạn mà mình tên quên tên. Có phải bạn đầu tiên, bạn này nè. Là giúp. Anh em tụi. Bạn này mình hy vọng là bạn cho mình thấy được cái chất giọng của bạn trong những cái tập tiếp theo. Nói chung là chút xíu vậy thôi. Thì mình cũng xin rất cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ những cái video reaction của mình. Mặc dù mình bỏ bữa giờ cũng mấy tháng rồi, mà bây giờ mình quay lại thì vẫn có một rất là nhiều bạn vô coi. Mặc dù đối với mình là có 1.000 mấy người coi, nhưng đối với mình rất là nhiều. Nói chung là mình làm cho vui thôi các bạn. Mà có người vô coi thì mình mới có hứng mình làm tiếp. Chứ các bạn suy nghĩ đi, bây giờ mình làm mà không có người, không có nhiều bạn coi á, nhiều khi mình cũng làm biếng á các bạn. Cho nên mình nản. Như là các bạn vô coi đều, mặc dù không nhiều đi, mà ví dụ như cũng cỡ mấy trăm ngàn, mình rất là vui. Lại có người coi á,
và mình có cái sự tương tác từ các bạn comment dưới mình rất là vui. Khi mà mình vui, mình có cái động lực đó, biến thành một cái trách nhiệm cho mình để mình làm video, mình nói chuyện với các bạn. Còn nếu mà không, mình làm biến con người mình, con người rất là biến. Ok, nói xíu vậy thôi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hy vọng là mình sẽ tiếp tục reaction tiếp tập thứ 3 của Rap Việt như thứ 7 này ra nè. Chắc nhiều khi thứ 2, thứ 3 mình mới làm được. Ok, chút xíu vậy thôi. Tới giờ mình chuẩn bị nghỉ ngơi xíu, mình đi tập thể dục, đạp xe. Con xe này của mình. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng sẽ được tiếp tục. Để sao phải hy vọng. Ok, hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Thank you.